liệu Trung Quốc có phát động chiến tranh trong tương lai gần không? Đây chính là tiêu điểm được báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin hôm nay. Bên cạnh đó, bản tin của chúng tôi còn có các thông tin đáng chú ý sau. NATO bật đèn xanh cho Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Mexico bị nghi ngờ quan hệ với các băng đảng ma túy. Giá đồng dự báo lên đến 15.000 đô la Mỹ mỗi tấn. Bản tin chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia được đăng tải vào lúc 6:30 sáng tại địa chỉ saigondautu.com.vn, đồng thời phát trên kênh YouTube báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính. Kính mời quý khán giả cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý khán giả, sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc là một nguyên nhân đáng lo ngại trên toàn cầu. Câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất hiện nay là liệu Trung Quốc có thể khởi xướng một cuộc xung đột, đặc biệt trong một cảnh địa chính trị quốc tế phức tạp như hiện nay hay không? Theo giới phân tích, nếu Trung Quốc quyết định triển khai quân đội chống lại Đài Loan hoặc các mục tiêu khác ở khu vực Thái Bình Dương, thì có thể dẫn đến một cuộc xung đột lớn với Mỹ. Và một sự đối đầu giữa hai siêu cường có khả năng sẽ là vũ khí hạt nhân, khiến thế giới bị đe dọa nghiêm trọng. Mặc dù có những nỗ lực ngoại giao cấp cao gần đây giữa Washington và Bắc Kinh, nhưng vẫn liên tục có những dấu hiệu cảnh báo chiến tranh. Có quan điểm cho rằng nguy cơ chiến tranh có thể được kiểm soát nếu Washington không thách thức Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng rủi ro chiến tranh đang gia tăng, đặc biệt sau khi giám đốc CIA William Burns gần đây cho biết ông Tập đang tìm kiếm khả năng giành lại Đài Loan vào năm 2027. Với việc tăng gấp 10 lần ngân sách quân sự từ năm 1990 đến năm 2020, khả năng quân sự của Trung Quốc không chỉ đe dọa khu vực mà còn là một thách thức lớn đối với Mỹ. Trong khi đó, Washington đã lập ra chiến lược hiệu quả để đối mặt với mối đe dọa gia tăng này, kết hợp sự ngăn chặn mà không khiến Trung Quốc bị kích động. Dự báo này càng có thêm cơ sở khi mới đây ông Tập Cận Bình công khai tuyên bố Trung Quốc phải chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất và cực đoan, thể hiện sự sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức, kể cả khả năng chiến tranh. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình, mặc dù Trung Quốc đã có những nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài, vẫn giữ kiểm soát đối với tài nguyên chiến lược và mục tiêu giảm thiểu sự phụ thuộc vào nền kinh tế quốc tế. Nhưng song song đó, Trung Quốc vẫn tích cực xây dựng lực lượng quân sự, bao gồm các đội tàu sân bay, máy bay và tên lửa. Cụ thể, Trung Quốc đã thể hiện mạnh mẽ quyết tâm của mình thông qua việc sản xuất tàu chiến và tên lửa với tốc độ chóng mặt, thậm chí vượt qua bất kỳ quốc gia nào khác kể từ Thế chiến thứ hai. Thực tế, mối quan ngại về chiến tranh Mỹ-Trung không phải đã tồn tại từ lâu. Lịch sử cho thấy các siêu cường trước đây như Đức và Nhật Bản cũng trải qua giai đoạn hòa bình dài trước khi trỗi dậy và xâm chiếm. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về sự biến đổi không lường trước được trong chính sách chiến tranh của các quốc gia. Có thể nói, Đài Loan là một nhân tố quan trọng trong rủi ro chiến tranh từ Trung Quốc. Bắc Kinh đã nhiều lần lặp đi lặp lại điều này và không loại bỏ khả năng dùng vũ lực để lấy lại hòn đảo này. Trung Quốc cũng công khai mô phỏng các cuộc tấn công với Đài Loan và Mỹ. Đồng thời, các tiền đồn quân sự và lực lượng bảo vệ bờ biển của Trung Quốc thực hiện các hành động đe dọa và xua đuổi các nước láng giềng khỏi khu vực mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền. Để tránh nguy cơ chiến tranh, các nhà phân tích cho rằng Mỹ phải sử dụng mọi phương tiện để bảo vệ Đài Loan mà không làm thay đổi hiện trạng hiện nay. Điều này yêu cầu sự cân nhắc cẩn thận để tránh làm leo thang tình hình và gây lo ngại từ phía Trung Quốc. Tóm lại, trong bối cảnh không chắc chắn toàn cầu, việc dự đoán quyết định của Trung Quốc giữa sự cân nhắc giữa chiến tranh và hòa bình vẫn là một thách thức lớn đối với các chuyên gia phân tích. Trong lúc này, chúng ta tiếp tục chờ đợi và hy vọng vào sự ổn định giữa những căng thẳng ngày càng gia tăng giữa các cường quốc hạt nhân. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý khán giả, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Ukraine có quyền sử dụng các vũ khí phương Tây để tự vệ trước Nga, thậm chí bao gồm việc tấn công các mục tiêu bên trong biên giới của Nga. Ông Stoltenberg cho rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Do đó, theo luật quốc tế, Ukraine có quyền tự vệ. Quyền tự vệ này là đánh trả các cuộc tấn công và cũng bao gồm việc tiến hành tấn công vào các mục tiêu quân sự hợp pháp, các mục tiêu của quân đội Nga bên ngoài Ukraine. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần cảnh báo Ukraine về việc sử dụng các phương tiện do phương Tây cung cấp để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga. Cảnh báo những động thái như vậy có nguy cơ làm leo thang xung đột. Những cảnh báo của Moscow đã khiến các đối tác của Ukraine như Mỹ trì hoãn việc cung cấp cho Kiev các vũ khí tầm xa có khả năng vươn tới lãnh thổ Nga.
nhưng cuối cùng các nước NATO vẫn cung cấp vũ khí cho Ukraine. Các quan chức thực thi pháp luật Mỹ đã mất nhiều năm để xem xét các cáo buộc rằng các đồng minh của Tổng thống Mexico López Obrador đã gặp và nhận hàng triệu đô la Mỹ từ các băng đảng ma túy sau khi ông nhậm chức. Tuy nhiên, Mỹ chưa bao giờ mở cuộc điều tra chính thức về ông López Obrador và các quan chức có liên quan, nên đã gác lại cuộc điều tra. Các băng đảng ma túy từ lâu đã thâm nhập vào Mexico, từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất của chính phủ. Họ trả tiền cho cảnh sát, thao túng các thị trưởng, chiêu mộ các quan chức cấp cao và thống trị nhiều khu vực rộng lớn của đất nước. Những nỗ lực gần đây của các quan chức Mỹ xác định được mối quan hệ có thể có giữa các tập đoàn và các cộng sự của ông López Obrador. Nhưng họ lại không tìm thấy bất kỳ mối liên hệ trực tiếp nào giữa bản thân Tổng thống và các tổ chức tội phạm. Phần lớn thông tin được các quan chức thu thập đến từ những người cung cấp thông tin mà lời kể của họ khó có thể chứng thực và đôi khi kết quả là không chính xác. Các nhà điều tra có được thông tin khi xem xét hoạt động của các tập đoàn ma túy và không rõ những gì những người cung cấp thông tin nói với họ đã được xác nhận đến mức nào. Hiện ông López Obrador đã phủ nhận mọi cáo buộc của người cung cấp thông tin. Từ đầu năm 2024 đến nay, do thời tiết khô hạn ở Nam Mỹ đã ảnh hưởng đến nguồn cung tinh quặng đồng. Vì vậy, mặc dù thời điểm quý 1 hàng năm thường có nhu cầu tiêu thụ thấp đối với các kim loại cơ bản như đồng, nhưng giá mặt hàng này cũng nằm trong xu hướng tăng trên các sàn giao dịch ở Mỹ, châu Âu và Trung Quốc. Công ty khai thác First Quantum Minerals đã ngừng sản xuất tại mỏ Cobre, Panama. Đây là một trong những mỏ đồng lớn nhất thế giới với sản lượng khoảng 1,5% nguồn cung đồng toàn cầu. Ngoài ra, một nhà sản xuất lớn khác là Anglo American cho biết họ sẽ cắt giảm sản lượng đồng vào năm 2024 và 2025 để tìm cách cắt giảm chi phí. Bên cạnh đó, xu hướng đóng cửa các mỏ đồng ở Peru có thể lan rộng do các vấn đề về quy định tiêu chuẩn môi trường, vận hành và địa kỹ thuật, lỗi thiết bị, thời tiết bất lợi. Tất cả những điều này dẫn đến dự báo nguồn cung cấp tinh quặng đồng sẽ trì trệ cho tới tận năm 2028. Do đó, đa số các tổ chức lớn đều có nhận định tích cực cho giá đồng trong trung hạn. Hãng S&P Global dự báo các nhà máy luyện đồng sẽ chứng kiến tình trạng thiếu nguồn cung tinh quặng bắt đầu từ cuối năm 2024 và mức thâm hụt được dự báo trên thị trường tinh quặng dự kiến sẽ trở nên trầm trọng vào giai đoạn 2025-2027. Thiếu hụt nguồn cung có nghĩa là các nhà máy luyện đồng mới đi vào hoạt động sẽ thiếu nguồn nguyên liệu tinh quặng để hoạt động. Ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá đồng cuối năm 2024 có thể đạt mức 10.000 đô la Mỹ một tấn khi tình trạng thiếu hụt tinh quặng bắt đầu nhận diện rõ. Thậm chí giá đồng có thể lên tới mức 15.000 đô la Mỹ một tấn trong năm 2025 do thiếu hụt cung trầm trọng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.